Hello, chào các bạn. Hôm nay mình ăn phở chiên nhé. Phở chiên hay là phở chiên quận 7? Đấy, phở chiên. Đấy, phở chiên. Mời các bạn nhé, đây là khu quận 7, khu nhà mình nhé. Đấy, hãy xem đây. Phở chiên luôn. Sáng nay nó phải trang lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Đây có 255.000 thôi.